Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu anh hùng ha. Và các bạn có thấy sự lạ lạ đây không? Tại sao người nhện mà lại sử dụng cái năng giống xa xăm vậy? Đấy, đấy gọi là bí thuật ảo ma Lazada đấy. Úi trời ơi, cái này thì một xíu thì mình sẽ tiết lộ ha. Ôi, mình gặp lại rồi. Chính là cái con đó. Ủa phải không ta? Không phải. Mình nhớ lúc trước là mình gặp cái con Zombie Bitman mà nó cầm cái chùy to lắm. Con này là Zombie Bitman chiến binh Warrior. Warrior hả? Sức mạnh của ta nè, đón nhận đi. Láo nháo hả? Warrior. Còn tên nào nữa? Mình tìm cái tên mà cầm cái chùy mới được không? Bữa mình xuống đây mình gặp tên đó một lần rồi, quýnh mình sắp mặt luôn. Tới bữa nay mình hết gặp rồi. Xíu mà các bạn gặp thì nhớ hú mình nha. Tới công chuyện liền trả thù liền. Hơi bị quạo. Rồi đây. Những con Blaze xuất hiện rồi. Mình qua đây chủ yếu là mình farm Blaze á. Nhanh quá. Bình tĩnh nào. Ui sao con Blaze mà nó đen thui thù lùi vậy. Đó, chơi với mấy anh ấy chi rồi bị đen thui thù lùi giống mấy ảnh luôn. Khổ chưa. Rồi được hai cái que quy lửa nè. Mình farm que quy lửa để sắp tới mình còn. Lâm. Lượm không kịp luôn. Buồn luôn. Farm không sao, mình còn có thể farm thoải mái lắm. Cứ từ từ mà farm thôi. Rồi xem phim. Rồi, và lý do mà mình sở hữu được hai khả năng cùng một lúc nhưng mà có cái diện mạo bên ngoài của người nhện, đó chính là mình sử dụng tới hai bộ giáp trên người lần nha. Nếu mà thích thì mình có thể trao đổi lại với nhau giống như vậy nè, để sở hữu sức mạnh của người nhện á. Nhưng mà vì mình đang khám phá ở dưới thế giới địa ngục nên mình sẽ sử dụng sức mạnh của siêu anh hùng Shazam để mình có thể bay lượn nó dễ hơn á. Chứ khi nào lên trên đi rồi mình hãy sử dụng năng lực của người nhện á. Rồi, qua đây khám phá coi. Ồ, ngoài ra thì mình chưa đi xuống dưới bên dưới nữa. Để coi nó có cái rương nào không. Ở bên đây là cái lồng spawn. Ủa, Blaze gì ngộ á? Blaze gì xanh ta? Farm thử luôn. Con này con chót chứ không phải là Blaze ha. Blaze là con màu vàng. Còn cái con bạc xanh trắng trắng là con chót ha. Nó có rơi đồ không? Quýnh anh xương đen coi. Xương đen thì không có. Ui, con Blaze đen thui nè. Blaze đen thui tên là Smolder ha. Rồi nó quýnh mình cái mình cũng đen thui giống như gan nó luôn. Dám láo nháo. Láo nháo trò nếm mùi nè. Mình không thấy đường, mình xài đại đi. Xài chiêu đại đi ha. Nó rơi ra cục than giống như anh xương đen vậy đó. Để mình tìm coi chỗ này. À, trong này mới có rương hay sao nè. Rồi đi tìm thử. Coi có đồ gì giá trị không. Mình xuống đây chú ý là mình tìm rương mà. Tại vì bây giờ mình đang tìm một cái vật phẩm để mình chế tạo bộ giáp siêu anh hùng ấy. Nên mình nghĩ là vô công trình thì sẽ dễ tìm được hơn á. Nhưng mà cái tòa thành địa ngục này nó nhỏ quá. Không ổn rồi. Lần trước thì cái tòa thành bên đây mình khám phá nó cũng xong rồi. Nó cũng chả có cái đồ gì hết. Ờ, phụ huynh nó còn công trình ta. Ui kìa. Ôi dù. Ui da, nó lôi mình xuống lava kìa. Con này láo thiệt. Chà. Mình tìm nó rồi, mình tìm thấy nó rồi. Chính là con này. Ui da. Đó. Mình đang bay trên không đúng không. Nó chọi cái cục chùy của nó để lôi mình xuống dưới lava với nó kìa. Láo chưa. Con này mình sẽ đánh cho nó lên bờ xuống ruộng luôn. Đánh cho người lên bờ xuống ruộng luôn. Lên bờ xuống ruộng như người luôn. Cày người lắm. Sức mạnh của Shazam nè. Láo nhá. Bùm. Chết chưa cứng. À chưa chết hả. Chưa chết thì cũng phải chết thôi. Ôi dồi. Ghê thiệt sự luôn á. Mình không nghĩ là nó có thể lôi cái chân mình xuống dưới lava được luôn. Đang gì mình bay mà. Đang bay mà tự nhiên rớt xuống. Coi quẩy thôi. Bé ở đây khá là nhiều ma heo cà khịa mà luôn á. Ngoài ra còn bị con gắt cà khịa nữa. Người thì ra người chọn cái chết hả gắt. Người không biết già già ở đây hả gắt. Giỡn mặt hả. Ôi trời. Con heo quý tộc nữa cả. Ui. Heo ma cà rồng. Heo ma cà rồng nè. Farm bay là ma cà rồng á. Ma cà rồng á. Ma cà rồng á. Ma cà rồng á. Ma cà rồng nè.
Ma cà rồng. Ui hụt rồi. Oh no, oh no. Thôi kệ, tha cho nó đi. Mình khám phá tiếp công trình thôi. Hình như bộ giáp mình gần hư hay sao á. Mình hết siêu năng lực rồi. Ủa đâu có, bộ giáp mình còn nguyên mà. Sao kỳ vậy? Sao lâu lâu mình bay cái mình cứ bị rớt hoài à. Rồi vô đây đi từ từ thôi, đi nhanh quá không có, không có lút đồ kịp. Ui trong đây có đồ xịn, trong đây có đồ xịn. Được một ít khoáng sản cũng được đi. À đây còn mấy tên lính nè. Quýnh cho người chạy luôn chứ lính ghét. Kim cương luôn nè. Ngon, đỡ phải đi đào. Rồi tiếp tục để lừa mấy tên này ra thôi. Cái bộ giáp này thì mình tăng khá là tốt ha, khá là trâu luôn. Siêu anh hùng xa xa mà. Xong một tầng rồi nè. Qua tầng tiếp theo. Chắc mình lấy đồ xong mình chuồn quá. Đánh nhau với mấy tên này hư giáp hết trơn luôn. Chủ yếu là mình lấy đồ thôi. Có boss thì mình đánh boss ha. Ồ tầng này có mấy tên, nhiều tên đồ kim cương vậy. Sức mạnh của Sa Sam. Bùm. Không chết nổi. Ui trời ơi. Ui gớt nữa. Đó. À tại vì mình bị vịn cái giò xuống chứ không phải là mình bị gớt. Này thì vịn giò ta. Đó cái tên Big Man Brute đó, cầm cái chì á. Tên đó chính là nguyên nhân mà mình rớt xuống á. Tại nó không á. Cứ vịn vịn người ta xuống hoài à. Bực ghê luôn. Đang bay mà cũng bị vịn xuống nữa. Hay thì có chứ. Thôi né né nó ra càng xa càng tốt á. Trời ơi nhanh quá, lọt xuống. Lọt xuống lava luôn. Bay nhanh quá. Rồi lên trên lại rồi. Chậm chậm lại thôi. Rồi đây là tầng cao nhất nè. Ui lên trên đây nó tìm mình luôn. Ta đã không muốn giết các người mà các người tìm tới cái chết hả? Tìm tới cái chết nè. Thì ra cái người tìm tới cái chết. Láo nháo. Rồi cái này quá trời kim cương luôn. 4 viên, rồi khối vàng nè, ngọc lục bảo nè. Quặng adamantium. Lượm luôn. Ngon lành. Còn cái rương bên đây nữa. Từ. Siêu nụm xa xa chạy nhanh quá, đi nó cứ bị trớ à. Có tìm kim cương nè. Lại là adamantium ha. Cái đĩa thì thôi không lượm đâu. Sau một tầng nữa rồi. Tiếp theo. Ui, trời ơi nó lộn nhào luôn cơ. Con này láo. Láo tét. Một phát một cho chết nha cưng. Nó rơi ra cho mình red gem luôn nè. Ngon. Trời đất ơi. Quá dữ luôn. Red gem là làm được rất là nhiều bộ giáp xuyên thông mạnh đó nha. Ngon. Ê, còn đó. Nó còn có một máu ha. Để mình trưởng cho nó chết luôn. Cho nó chết luôn. Con nó cứ đi cà kìa mình. Rồi để mình tính coi đường tiếp theo mình khám phá là hướng nào đây. Nhiều quá, xung quanh đây nhiều mấy con mà nó có thể cà kệ mình quá. Nên mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ một xíu trước khi lựa chọn cái chỗ để đi ha. Thôi qua đây đi. Ủa chỗ này có vẻ khá là đông như bài Batman nha. Cái gì đó, cái gì lôi mình á. Đó, cổ gàng thấy không. Mình đang đi mà có con nào nó lo mình ra sau lưng á. Đó, nè. Con nào lôi gì ta. Xuất đầu lộ diễn đi, đừng chơi như vậy. Chơi mà lôi. Bực hết cả người. Đánh nhau thì không đánh mà cứ lôi. Rồi trong đây có rương nha. Đồ ăn thôi. Ui bắn cung hả? Bắn cái gì? Ta không có bị bắn trúng đâu. Đừng có bắn. Cố chấp làm gì? Này bắn nè. Cầm kiếm thì đánh nhau đi. Ngồi nhìn. Bảo vệ như vậy thì chết rồi. Nữa. Ui có con hồi máu, có con hồi máu sao á? Nè con hồi máu nè. Hồi máu à. Chơi mà chơi hồi máu. Người ta đánh nhau mà đi hồi máu. Rồi thêm một cái Thunder Step luôn. Xong một hướng đó rồi. Chắc mình phải rẽ qua hướng. Không biết đi hướng nào luôn á, đây nó nhiều hướng quá. Ủa cái này có vẻ là cái thư viện hay sao nè. Được, hôm nay mình sẽ đánh chiếm thư viện ở dưới địa ngục luôn. Chiêu cuối cực mạnh nè, chết hết đi. Một chiêu là tiện hết mấy cái bọn trong cái thư viện này luôn ha. Rồi, ôi trời, thư viện mày còn trồng lúa nữa. Được, mấy thanh niên này chăm chỉ làm việc đấy. 10 điểm cho tinh thần chăm chỉ làm việc. Rồi, lên cao xí coi. Ồ, vàng anh cha. Nhưng mà tiếc là bây giờ mình đã có rồi ha. À, nó giấu đồ này thấy không. Mình mà không kiểm tra kỹ là mình bỏ sót rồi. Kim cương free là cho mình liền. Được đấy. Xong. Một chỗ nữa cũng đồ tương đối ổn ha.
Ta đi tiếp coi còn chỗ nào nữa không ta. Ủa bên đây có hai cái rương luôn nè. Ngon. Ui trời ơi, biết gì nãy mình khám phá gì luôn cho nhanh. Quá trời mấy cái gì. Ngọc Ender rồi Adam gì? Adamantium nè. Trời ơi, biết gì nãy khám phá gì là nó đỡ tốn công tốn sức hơn không? Ly lên trên nóc lấy đồ xong rồi chuồng. Chơi gì thì sao mấy anh mang heo trở lại hả? Tiệc chiều cuối. What the heck? Herobrine. Đúng hả? Mình lại gặp Herobrine thêm một lần nữa rồi. Ui mình nên né đi. Hiệu ứng này có 4 giây nhưng mà nó không có giảm thời gian lại. Nhìn mặt cái ghê quá à, mình không có nhìn nữa đâu. Herobrine đúng ghê luôn á. Ai cho người hồi máu? Ai cho người hồi máu? Herobrine hả? Mình không giết được Herobrine. Ghê quá, chạy thôi. Lại gần cái có cái tiếng gì đó rất là ghê gợn luôn á. Thôi, tìm gỡ đó chắc mình phải chuồn thôi, mình không ở đây nữa đâu, nguy hiểm quá. Đi thôi. Ui da, còn bị con nào kéo chân nữa. Mình muốn tẩu thoát, mình không muốn ở đây nữa. Trời đất ơi. Khi mà gặp Herobrine có một cái tiếng rất là ghê sợ luôn á. Hết rồi. Ui mày quá. Trời đất ơi. Đúng ghê luôn á. Cái tên dòm bài Batman này. Nè, cái tên này vô solo. Ta không xài xong thành năng lực đặc biệt luôn, đánh thường với người, đánh thường trả thù luôn. Này thì Brute hả? Hơi bị quạo. Đầu game nó chính là cái con mà đánh gục mình đầu tiên bên địa ngục đó. Nó đục mình mấy cái là chết à. Bây giờ mình có giáp siêu anh hùng rồi. Nó tủi tôm với mình luôn. Hồi né công trình bên kia kìa, ghê quá. Đang khám phá ngon lành tự nhiên gặp Herobrine chứ. Hơi bị bất ngờ đấy, mình không nghĩ là mình gặp ở bên đây đâu. Lần trước mình gặp bên thế giới thường mấy lần rồi, mình hơi sợ rồi. Qua đây cũng gặp thêm nữa. Giờ thì mình sẽ đi tìm mấy cái rương bên trong tòa thành địa ngục coi có không nha. Biết đâu vơ đựng mớ đồ nữa đó. Sao không có cái rương nữa chị trời. Lẽ mình nhỏ tới vậy sao ta? Ok, không có cái rương nào luôn. Áo vậy? Kìa. Ủa thiệt luôn. Không có một cái rương luôn á. Thôi mình là người cực nhỏ rồi chứ không phải nhỏ thường đâu. Cái tòa thành bự như vậy mà. À đây rồi, rương đây rồi. May quá, cuối cùng cũng cho gặp cái rương. Tưởng đâu không gặp cái rương nào là quế tèo thiệt luôn á. Hết rương rồi nè. Kệ cho gặp cái rương cũng được. Đỡ hơn không có cái nào. Đây có thêm cái nữa nè. Tiếp tục làm một chút khoáng sản ha. Mình thì mình thích kiểu đi lướt khoáng sản trong công trình hơn là đi đào mai ấy. Tại vì đào mai lười lắm. Đi mai cứ bị khỉa miết thôi. Nên mình ưu tiên lấy khoáng sản trong những công trình này hơn á. Kiểu như sở thích đấy. Rồi. Ở đây hết đường đi rồi. Đi nhanh quá điều khiển cũng không kịp luôn á. Xuống dưới này. Hết đường luôn rồi. Thôi chắc mình về thôi. Bộ giáp của Shazam rất sắp hư rồi đó. Nên tốt nhất là mình nên về sớm để sửa ha. Chứ lao nháo ở đây một hồi là mệt nữa. Hư giáp là không có cái nào để mặc mà bay về nhà đâu. Về thôi. Ồ. Về nhà ngay buổi tối luôn hả? Căng vậy. Thôi, vô nhà sửa cái giáp trước đi tính tiếp. Rồi. Sửa giáp lẹ. Cho vô đây. Repair. Xong phen. Bộ giáp lại trở về full độ bền rồi. Mình có thể treo nó lên luôn ha. Treo vào. Trên người mình vẫn còn cái trang phục của Spider-Man nè. Tại vì mình cất nó vô đây rồi. Để vậy đi, nhìn cho nó đẹp ha. Xong. Và bây giờ mình coi. Nếu mà mình muốn chế tạo ra một bộ giáp của siêu anh hùng đó thì mình nhớ là, ủa cái quặng này Adamium hả? Hình như có một bộ giáp siêu anh hùng có thể sử dụng cái quặng này. Mình nhớ coi. Ở đây nè, người sói. Được nha. Người sói. Nó cần phải có mấy cái fabric nè.
Nếu mình nhớ không, hình như nó cần 3 loại fabric này thì phải. Đúng không? Blue, blue là 13. Black là cần 3. Rồi yellow. À nó cần yellow chứ không phải red. Ok. Được luôn. Ui mà yellow mình hết rồi. Yellow chắc mình phải nhuộm nữa quá. Ủa cái màu trắng nó có nhuộm thành cái màu vàng được không ta? Oh no, không được không được. Vậy là phải tự chế tạo luôn á. Để mình chế tạo ra một vài cái yellow fabric trước cái đã. Chỉ rồi len. Đây mấy cái. Hình như là 7 cái. 7 cái yellow fabric đúng không? Ok làm luôn làm luôn. Bất công thức. Yellow fabric. Ủa nó không có công thức trong đây hả? Không có thôi. Tự lên tự tìm đi. Giờ mới tự search nữa. Đây yellow fabric đây. Mình làm hai lần á. Nó còn thiếu gì vậy? À nó thiếu len màu vàng. Mình sẽ làm 8 cục. 8 cục sẽ làm được hai lần á. Rồi, xong, có đủ yellow fabric luôn rồi. Giờ thì hình như mình còn thiếu một thứ tên là mutant chị. Gen đúng không ta? Gen của người đột biến á. À, nè nè đúng rồi. Mutant gen với 4 cái da màu xanh. Da màu xanh là cần phải có lưu ly nè. Với da bò 4 cái. Xong, đủ rồi đó. Cho vô đây. Rồi. Ủa, không được á. À, gì mới được. Giờ thì mình chỉ cần tìm thêm gen của người đột biến thôi. Là mình đã đủ để làm ra cái bộ giáp của siêu anh hùng người sói này rồi. Đấy, rất là xịn nha. Mình đang nôn nóng rồi, nhưng mà cái gen này không biết tìm ở đâu ta. Lần trước thì mình tìm trong cái công trình ở bên mặt đất rồi. Không biết bây giờ tìm ở trong công trình nào tiếp bây giờ. A few moments later. Mình nhớ là có cái rương nào hồi nãy. Hồi nãy trên nóc cái rương này mình lướt chưa? Rương này nè. À đây nè. Chuẩn luôn. Hai lần lướt công trình đều có được hai cái gen của người đột biến á. Lần trước mình lướt một cái để làm giáp của Deadpool rồi. Giờ thì có thêm một cái nữa để làm giáp của người sói luôn. Đúng bài luôn á. Vậy là sắp tới gặp những công trình này thì mình phải chịu khó lướt hơn á. Tại vì còn kha khá bộ giáp sinh hồn mà cần tới cái mutant gen này á. Coi coi còn cái rương nào khác không. Ui da, ấy da. Thiệt luôn á. Ôi ui. Mình quên mất là mấy cái con này nó có thể lôi chân mình xuống được. Chuông 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 chuông. Chạy ngay thôi, chạy ngay thôi. Rồi sau đó bay. À nó lôi mình xuống kìa. Mình bị nặng nề mình không bay nổi. Cay thế. Rồi bay được rồi nè. Mình sẽ bay từ trên cao để mình quan sát coi coi còn có rương nào mình chưa lướt không nha. Coi coi còn có rương nào không. Chỗ này lướt rồi. Hình như hết rồi đó. Chỗ này nãy là mình lướt được. Ủa lướt chưa ta. À chỗ này lướt rồi. Vậy là hết rồi. Này rương bên đây cũng lướt rồi nè. Ui dồi nó cứ lôi cái chân mình xuống mình bay không được luôn á. Cứ bay một xíu là nó bị. Nè nè nè. Người láo nháo à. Sự bắn người luôn chứ người láo nháo với ta. Rồi ok chắc bây giờ mình sẽ bay bay đi về thôi. Có được cái mutant gen rồi. Hơn là mình nhớ lại cái tỷ lệ loot được mutant gen đó nha. Ui, 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 trước khi về để mình khô máu với con này cái đã. Sấy sấy hết băng đạn cho người luôn. Con người chết không. Láo nháo. Thôi về 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 về. Rồi, rồi, rồi. Vô chế tạo lẹ. Trời đất ơi, mới có mặt vô đi khám phá một xíu thôi mà cái bộ giáp mình nó hỏng quá trời quá đất rồi nè, sửa lại coi. Mình xài giáp hư nhanh thiệt luôn á. Không hiểu luôn. Người ta xài có bộ giáp để khám phá quẩy hay năm sáu thế giới chưa hư, mình đi xuống 30 giây là hư một nửa bộ giáp rồi. Giờ thì coi coi đủ chưa ta. Woof Wolverine đây. Ủa à nó còn thiếu một cái orange gem nữa, một cái ngọc màu 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 cam. Thôi là mấy cái này thì mình có đầy rồi, chúng ta sắp sở hữu thêm một bộ giáp của một siêu anh hùng có năng lực của người đột biến rồi. Không biết là nó có mạnh giống như là Deadpool hay không, tại vì Deadpool mình thấy là một trong những siêu anh hùng chế tạo từ cái mutant gen này nè, rất là mạnh luôn. Để coi coi bộ giáp của người sói có mạnh giống như vậy hay không nhá. Cùng nhau chế tạo thế nào. Boom. Tên tên. Xong rồi. Ui phát hiện nha, cơ bắp 6 múi luôn nha. Nè. 6 múi hẳn hoi luôn.
Ghê, bình thường là không có muối nào, bây giờ chế tạo xong mũ giáp lên hẳn 6 muối luôn. Đúng là có gen người đột biến có khác. Rồi, và kỹ năng thì coi mình có thể nhảy cao không? Ồ, có nhảy cao nha. Nhảy khá là cao luôn á. Và được nhảy 2 lần nữa. Ngon. Đầu tiên là móng vuốt hả? Kỹ năng đầu tiên là móng vuốt. Ồ. Coi cái tay mình kìa. Ê, cái tay mình nó có móng vuốt nè, coi kìa. Đã vậy. À, cái con này, lại đây cho ta test coi. Con mang tích kia, ta có móng vuốt rồi, tới công chuyện với ngươi rồi. Cào ngươi nè. Cào vô bản mặt ngươi. Lao nháo hả? Ui, một lần cào được có 3-4 máu hả? Nhưng mà cào nó sẽ gây ra hiệu ứng mất máu nhiều nè. Đó, máu của con mang tích nó rơi ra quá trời luôn. Được, kỹ năng đầu tiên là kích hoạt cái móng vuốt ha. Kỹ năng thứ hai, cào liên tục. Kỹ năng thứ hai là cào liên tục luôn á. Được á nha. Nếu mà sở hữu bộ giáp này thì đánh đơn mục tiêu chắc nó sẽ mạnh hơn á. Đấy, sát thương chủ yếu là dựa vào cái lượng đánh thường bằng móng vuốt á. Nói chung thì người sói này theo như mình đoán thôi, cách chiến đấu sẽ nghiêng về cận chiến và đánh sáp lá cà hơn á. Tại vì chủ yếu là dùng móng vuốt nè. Đó, cào liên tục nè, thấy không? Thứ gì chưa nói. Rồi, lượm kim cương trước đi. Bỏ túi. Xong. Tiếp theo. Kỹ năng tiếp theo là... Ouch. Để coi có mạnh hay không nha. Ui, vồ. Cái này giống như là mình vồ về phía trước vậy á. Rồi mình test lại nha. Đó. Mình vồ về phía trước nè. Không biết là có gây được sát thương mạnh hay không nữa. Ơi, được nha, được có 2 sát thương thôi. Vừa phía trước mà có 2 sát thương à. Cũng không suy nhê lắm. Rồi, kỹ năng kế tiếp nào. A step, kỹ năng kế tiếp là step ha. Đó, đâm một phát cực mạnh về phía trước. Trên cái con này thì chỉ gây được 7 sát thương thôi. Chắc tại con này nó trâu á, nên chỉ gây được 7 sát thương à. Lại nè. Đâm về phía trước. Ui da, nó chưa hồi. Vậy thôi mình chuyển sang kỹ năng tiếp theo đi, slide. Đó. Đâm xong cái con này nó bị mất máu quá trời luôn. Hầu hết các kỹ năng này hình như phải sử dụng khi mà có móng vuốt hay sao á. Ví dụ bây giờ mình tắt móng vuốt đi, thì mình có sử dụng được kỹ năng hay không nha. Đó. Nó để cho mình dòng chữ là Mình phải có cái móng vuốt thì mới dùng được hay sao á. Đó, nên bắt buộc khi đánh nhau mình phải nhớ kích hoạt móng vuốt lên nha, không là chết á. Rồi test lại kỹ năng slap nè. Nó sẽ đâm một cái về phía trước á. Hồi nãy test có 7 đam thôi. Đó, giờ vẫn 7 đam nè. Còn slide thì được mấy đam. Ui, slide hột bánh. Tăng cao một rồi. Mà con này nó trâu quá à. Con Dragon Water này nó trâu quá. Một kỹ năng hack. Kỹ năng hack mình có thể nhìn xuyên tường được cái địch nè. Ngon. Để mình thử mình full combo coi con này coi có chết nổi nó không nha. Nó cứ hất mình lên. Trời ơi, tao đang đánh con kia mà con này. Thì ra ngươi chọn cái chết. Người muốn chết thì ta cho người tội nguyện. Ui, nhưng mà đánh con này không suy nhê lắm nha. Ui, sắp hư giáp rồi. Sử dụng kỹ năng vồ đi. Để chạy thôi. Chạy thôi. Người xôi chạy thôi. Sắp không ổn rồi. Vừa vồ vừa lăn nhào các thứ chạy thôi. Sắp ngóm của tối rồi. Đợi đấy. Đợi tao sửa giáo xong tới công chuyện với các ngươi. Ui dồi. Đánh nhau giữa chừng mà hư giáp thì nhục quá. Rồi, và kỹ năng đặc biệt coi. Là gì ha? Kỹ năng Z nè. Ui. Kích hoạt cái năng này lên. Xung quanh mình toàn là màu đỏ giống như là máu vậy á. Ghê thiệt. Kích hoạt chiêu cuối lên. Xung quanh toàn là màu đỏ thôi. Căng ngắn vậy. Không biết là như vậy mình có được tăng sát thương hay không, nhưng mà kiểu cảm giác nó cứ ghê cứ gì á. Kích hoạt lên phát là đỏ lồm đỏ lét luôn. Quá là dữ ha. Kỹ năng slide này là kiểu như mình móc ngược lên trên á. Ồ, cái này là đâm về phía trước nè. Bao là vồ phía trước. Cái này thì là cào liên hoàn. Tính ra thì cũng không có xịn lắm. Nếu mà so về sức mạnh thì chắc mình nghĩ nó không bằng Deadpool rồi.
Thật là đáng cân nhắc đây. Rồi mình sẽ test trên những cái con quái thường này coi coi nó có mạnh hay không nha. Đó, mình cào liên hoàn nhưng mà một lần cũng có được một hai máu à. Không mạnh bằng Deadpool rồi. Theo như mình thấy là vậy ha. Cái này là chỉ ở trong game thôi nha, còn ở trong phim thì nó là một câu chuyện khác ấy. Không có so sánh được như vậy đâu. Cái này mình chỉ nói ở trong game thôi. Rồi, bật lại chiêu cuối thử nè. Nhưng mà để mình tìm cái đối tượng để mình test trước đó. Chứ bật không thì phí lắm. Coi coi phía trước. Đây 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 đây. Có skeleton nè. Đó, bật lên thì mình sẽ liên cào liên tục ha. Úi da, cào lé cào lé. Cào cũng được có 3 máu một lần à. Nó cũng không khá hơn là bao ha. Cái này nếu mà đánh với những cái con quái mà nó không được mặc giáp, kiểu như là con zombie thường nè, con xương hoặc là Reaper thì mình nghĩ sẽ rất là mạnh. Còn đánh với những cái con quái khủng giống như là cái con rồng nước hồi nãy thì hơi đuối ha. Sức mạnh này không không cho phép rồi. Rồi có thể trèo tường không? Hình như có thể trèo tường được á. Ồ, khi kích hoạt móng vuốt là mình có thể trèo tường nè. Còn khi tắt móng vuốt có trèo được không? Trời ơi, nhảy phát lên luôn, cần gì trèo. Nhảy phát lên luôn, không cần trèo. Nhảy quá cao luôn á. Kiểu sức mạnh của người sói mà nhảy khá là cao luôn ha. Vậy là tính ra nãy giờ được mấy cái khả năng rồi ta. Khả năng tấn công cũng được tạm nè. Di chuyển thì tương đối tốt nè. Trèo cũng được nè. Tính ra nó cũng khá là tiện lợi á nha. Nhưng mà về sức mạnh thì mình không đánh giá cao một cho lắm thôi. Kiểu như hơi đuối so với những cái bộ giáp siêu anh hùng còn lại á. Và chắc bây giờ thì mình sẽ lên đường để farm những cái nguyên vật liệu để chế tạo ra một thanh kiếm mạnh hơn mới được. Đó chính là thanh kiếm Big Berta ha. Thanh kiếm này nè, 500 đam lận. Để mình đi tìm dần những cái nguyên liệu thôi. Cơ bản thì bây giờ mình đã có những thứ chẳng hạn như là Water Raven Scale mình đã có rồi nè. Mantis Cloud mình cũng có rồi nè. Giờ mình còn thiếu Big Hammer. Một cây súng Gingu. Còn gì nữa ta? Trời ơi trời ơi, mình thiếu còn nhiều lắm. Mình thiếu quá trời quá đất luôn á. Trong đó có một bộ phận tên là Krakentosh. Là cái răng của con quái vật Kraken á. Mình lần trước đánh nó sắp mặt luôn mà không chết nổi. Không biết cái gì. What the hell? Không được rồi, mặc bộ giáp của siêu anh hùng. Người sói lên. Đông quá. Chết rồi, hình như nó muốn cho mình test sức mạnh của bộ giáp hay sao á. Ui da, trời ơi, người sói bị dí rồi. Kích hoạt móng vuốt lên lẹ. Chả đam. Cào liên hoan. Dám bắt nạt người sói hả? Các người láo tét thật. Đừng có sắc sược như thế chứ. Cào liên hoan nè. Ui dồi ôi, người sói nhưng mà vẫn bị ăn hành nha. Siêu anh hùng nhưng mà vẫn bị ăn hành sắp mặt nha. Bật tiệt chiêu cuối lên. Sói cào liên hoan. Sao cào ngươi không chết vậy? Châu vậy. Ui, cào đau nè, cào đau nè. Con zombie bự gần chết rồi. Trời, người chết luôn. Chết chưa? À, chưa chết hả? Chưa chết thì cũng phải chết thôi. Ui dồi ôi, quá là đông luôn á. Được rồi, mình nghĩ mình nên đổi bộ giáp siêu hồn thôi. Cô bạn gái có vẻ đang sắp gặp nguy hiểm rồi. Mặc giáp của người nhện sắt vô. Ui dồi, mình cần phải tay không mới được. Chó, tấn công liên tục. Mà bộ giáp của người sắt thì không có kỹ năng trên diện rộng mới khổ nè. Có cái nào trên diện rộng không? À cái này trên diện rộng được. Đó. Cái này tấn công trên diện rộng được nè. Láo nháo hả? Cú đá nè. Nhầm. Cú đá nè. Chết rồi. Không ổn rồi, bộ giáp này cũng không mạnh. Không có bộ giáp nào mà tấn công trên diện rộng được. Ai có bộ giáp của siêu nồng xa xa ở đây thì ngon. Mình làm một phát chết hết được. Làm một phát một là bạn gái khoái liền á. Nhưng mà tiếc quá, không thể hiện cho bạn gái xem được rồi. Ui lại có con zombie lửa. Zombie lửa hả? Rồi tấn công nó, vồ nó. Vồ ngươi nè. Đó, vồ có thể tấn công trên đường thẳng được á. Khá là tốt á. Vồ lại nè. Cái này có vẻ là mình chỉ thích hợp để mặc giáp này xong rồi đi quýnh zombie thường thôi. Chứ đánh boss các thứ là nó vả cho sắp mặt á, không chịu phát nào đấy. Lại nè, tiệc chiêu cuối. Đấy, mình đánh mấy con này thì khá là đau nè. Nhưng mà đánh với những con trâu hơn thì có vẻ không si nhê lắm. Ồ. Oh.
cũng được đi, nói chung thì ít ra cũng mạnh hơn cái mấy bộ giáp thường xíu. Coi như bằng tiếng giáp siêu anh hùng nhưng mà đánh nó cũng khá hơn một tẹo à, không có nhiều lắm. Về tới nhà rồi, sửa giáp thôi. Đánh nhau thì ít mà sửa giáp thì nhiều quá đi. Bộ giáp siêu anh hùng nào mà rơi vô tay mình chắc 10 bữa nửa tháng xong là nó nát ngú luôn á. Và nói chung thì sức mạnh của bộ giáp siêu anh hùng người sói này nó đòi hỏi nhiều vào kỹ thuật PvP quá, mình thì hơi núp cái vụ đó. Cái này mà ai mà chuyên PvP thì chắc sở hữu bộ giáp này nó sẽ hợp lý hơn á. Còn mình thì chắc chuyên chạy, chắc sắp tới tìm bộ giáp nào mà chuyên về chạy để sử dụng quá. Chứ đánh nhau như vậy thì mình thấy không ổn tí nào cả. Nhưng mà đây cũng là công sức mà mình chế tạo ra, mình cũng thấy nó khá là xứng đáng á. Trông cũng rất là ngầu ấy chứ. Rồi, và mong rằng mình sẽ sớm có được những nguyên vật liệu xịn hơn nè. Nhất là những cái gem phiên bản xịn á. Trong đây còn rất là nhiều gem xịn luôn. Chẳng hạn như là gem màu tím nè. Đó, mình sẽ làm được những bộ giáp cực kỳ VIP luôn á. Mong rằng mình sớm nhận được ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.